walk up there and you go see the ocean. Okay. Oh, my. Okay. Go. You guys go, I'll go. Yeah, we got a little time. Đây là cái chỗ trước khi mà mình get down to cái Taipei hả mà the cái Taipei hả? Taipei dùng là Taipu hả? Rồi thôi Rin, mọi người tới một cái cảnh thật là tuyệt vời luôn. Cái này đứng ở trên nè, mọi người sẽ thấy xuống dưới ha. Cái này là cái chỗ mà trước khi mình xuống được cái Taipu ha. Phải đi lên trên đó đó, đó. Rất là xa nha. Dude, I can't see anything. Bây giờ mình nó đang trên đường cả gia đình đi tới Taipu không kìa. Đi về chắc tôi nghĩ là chắc giống như là một con mồi đen mà kiểu như là bị than mặt nắng luôn. Cái này gọi là vì mê mà phim cảnh đẹp á, nhưng mà đường đi nó cũng không có dễ đi lắm đâu.
đèn cho mọi người để coi nè, ở dưới này ở trên nó thì nóng, ở dưới thì đá như thế này nè. Và mình đi nè, mình đi cũng đàng hoàng, chân đau mà mình phải đi cái flip flop nó mỏng quá nè, mọi người nhìn cái chân mình phải đi flip flop mỏng vậy đây nè. Sao mà nó chịu nổi. Tôi không nghĩ là tuyến đường nó xa như vậy cho nên là tôi cũng không có prepare đồ để đi dưới chân. Để chỉ đi đôi flip flop để chuẩn bị ra. Giờ đó mọi người thấy là cái đường đi nó khó không? Rất là khó. Và cũng rất là nhiều người đi luôn. Mọi người ơi, tới đây thì cái đường đi nó bớt đá một chút rồi ha. À, nhưng mà chỉ có được một khúc này thôi, rồi tới khúc này nó lại có đá tiếp nè. Ông xã thì phải đi trước để coi thử chỗ nào nó đừng có bị trượt á. Mấy đứa nhỏ có thể nó đi nhanh quá, nó đi trước hết trơn à. Đi ở trong nắng rất là dễ mà cái này nó tạm làm thành cho mình được mát giống như cái umbrella là mà dễ control đó, nhớ nha, nếu như thủy nè đó. Rồi đây đi nãy giờ một mai thì bây giờ mình cũng đã tới được cái là Thai Pool rồi mọi người. Đây là một cái bãi cát rất là đẹp ha. Đây để Huy phim cho mọi người coi. Wow, bãi biển này rất là dễ thương. Mọi người cùng ngắm cảnh với Thủy nha. Bây giờ đang lội dưới nước nè, nước ở dưới chân thì nó trên bàn. Sương nó rất là gần nhưng mà nó có những cục đá nhỏ như thế này nè mọi người. Rất là đẹp. Wow. Mọi người nhìn dưới chân hồi nha, nó trong nhưng mà nó rất là trơn nhưng mà... Wow, cảnh đẹp quá nhưng mà đá trơn quá. Mọi người ở đây nó rất là đẹp nhưng mà có cái là đá rất là trơn ha. Cái mà Thủy đã bị hôm nay đó là Thủy bước á, Thủy rờ do Thủy đã bị đứt tay nè, mọi người thấy không? Nó cắt cái ngón tay thì rất là dài. Đó là đá nhìn nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất là bén nha, mọi người nhớ ha. Đây, nãy giờ Thủy ngồi là Thủy cầm ngón tay thì hết 5 phút rồi á. Nó cầm máu nè. Đó là một cái điểm Thủy muốn nói cho mọi người biết nha. Mọi người biết không, chỗ này chơi thì rất là đẹp nhưng mà có một cái là bước đi vô đi ra thì nó hơi trơn một chút nhưng mà cảnh nếu mà muốn chụp hình thì nó rất là tuyệt ha. Tôi đứng đây là rất là hoàn toàn là rất là gần những cái cảnh này ha. Mọi người nhìn thấy xung quanh đi, vừa núi vừa biển rất là đẹp. Thì đi chơi thì Thủy nghĩ là mình không nên bỏ qua một cái chỗ nhỏ nào nếu như là nó nổi tiếng mà nó đẹp ha. Cũng không dễ gì mà bay tới đây, thì bay tới 11 tiếng thì mới tới đây rồi. 19 năm rồi Thủy mới trở lại.
Ok, đi chưa? Mọi người biết không, đi Thủy bị đứt tay một lần rồi, ông xã Thủy sợ quá, coi nè. Tôi phải nắm Thủy giống như là em bé vậy đó, coi nè. Tại vì đá nó trơn quá, thôi coi như là mình cũng là được cưng cho nên là thôi mình chịu. Đó. Bây giờ Thủy sẽ đi vô từ từ. Mở dưới chân thì Thủy phải nhìn rất là kỹ ha. Nên là Thủy để như vậy cho mọi người thấy luôn là cái đường đi như thế nào. Hôm nay thật sự có một nàng tiên cá áo vàng ở dưới này. Cái này gọi là nàng tiên cá áo vàng. Một thứ nữa là Thủy muốn nói là ở dưới chân của Thủy là mọi người nhìn thấy là cát nó màu đen nhá. Cá nó có hột đen hột trắng ha, nó khác mình một chút. The water is good. Oh, how. Nó vẫn còn lụm đá kìa. Đó, mấy đứa cháu đi cho nó lụm đá ha. Mọi người ơi, cái Thai Phu thì nó chỉ có như vậy thôi, nhưng mà có một cái là cảnh nó đẹp cho nên thì muốn review cho mọi người cùng chiêm ngưỡng luôn ha. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người. See you. Bye bye.